ngày 31 tháng 5 tại nhà thiếu nhi huyện Định Hóa, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên phối hợp với đội quản lý thị trường số 5 tổ chức tập huấn về công tác phổ biến kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Định Hóa. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe cán bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên truyền đạt một số nội dung như giới thiệu các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các trường hợp thường gặp trong hoạt động sản xuất kinh doanh và chế tài xử phạt, giải đáp các vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hướng dẫn các phương pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Ngoài ra, các hộ kinh doanh còn được thảo luận, trao đổi việc chấp hành các quy định về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cũng như những kiến thức chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, kỹ thuật an toàn trong bảo quản, tuân thủ đúng hướng dẫn để sử dụng đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Thông qua lớp tập huấn, các hộ kinh doanh được nâng cao nhận thức về chấp hành các quy định về điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón cũng như kiến thức chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Từ đó, vận dụng thực tiễn để kinh doanh cung ứng thuốc bảo vệ thực vật uy tín, chất lượng cho nông dân với mục tiêu vừa có lợi nhuận trong kinh doanh, vừa hướng đến nền nông nghiệp bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của địa phương.